Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Cuộc sống mới nhiều niềm vui nơi vùng quê cách mạng Văn Bàn. Sapa tổ chức hoạt động trải nghiệm thuốc tắm người da đỏ và cá nước lạnh dành cho du khách. Huyện Bát Xát quan tâm bảo tồn văn hóa dân tộc và tăng cường sự hưởng lợi của người dân trong phát triển du lịch. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là mục Lào Cai 7 ngày. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Văn Bàn là một vùng quê cách mạng của Lào Cai, nhưng cũng được biết đến với tên gọi miền cổ tích, chỉ dấu về một vùng đất bình yên tươi đẹp, lưu giữ điệu then đẹp như trong cổ tích của người Tày. Sau 73 mùa thu độc lập, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự năng động chủ động trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là những nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân, vùng quê cách mạng Văn Bàn đang ngày càng đổi thay rõ nét, cuộc sống ấm no đã hiện hữu khắp mọi vùng quê. Đây là dấu tích còn sót lại của những tháng năm vùng đất Văn Bàn còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Ngày ấy, thực dân Pháp đã huy động một lực lượng lớn quan binh tới đây xây đồn, lập bốt, vừa đàn áp phong trào cách mạng địa phương, mở rộng vùng chiếm đóng, đồng thời tổ chức cai trị vơ vét, bóc lột nhân dân. Năm nay đã ngoài 80 tuổi, từng trải qua bao bước thăng trầm của lịch sử quê hương, ông Hoàng Văn Kiêm là người thấu hiểu hơn ai hết cái cảnh lầm than cùng cực của đồng bào ta dưới ách thống trị của bè lũ cướp nước và tay sai. Pháp đóng ở đây thì khổ lắm, dân ấy là khổ nhất hơn các nơi là đột nó ở đây. Thế là chả có quyền lợi gì, nó cho phép ai thì được người ấy, kể cả ăn mặc này, chỉ mặc áo tay thôi, kể cả ấy, còn mặc áo khác thì nó xé đi. Lần quan xuống nó thế là đang nấu cơm nếp ấy, nó cũng đến bảo cho quan một gói đi đem đi. Thế dân khổ lắm ở đây ấy. Nào là lợn gà béo là vì ở gần đồn mà nó sang, nó lấy lính nó sang nó bắn lấy chảy cái đầu vào đó, lấy súng bắn lấy thôi. Cách mạng tháng 8 thành công, niềm vui nước nhà độc lập đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lào Cai và huyện Văn Bàn đẩy mạnh phong trào cách mạng, giải phóng quê hương vào tháng 11 năm 1950. Chính quyền về tay nhân dân, được lao động sản xuất trên đồng đất do chính mình làm chủ, nên mọi nhà đều thi đua cố gắng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân Văn Bàn đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những cây con giống mới vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Cuộc sống bây giờ áp dụng theo khoa học kỹ thuật thì cấy cây lúa thì năng suất cao và chăn nuôi thì có áp dụng theo kỹ thuật thì có lái và có năng suất. Bà con bây giờ là có của ăn của để có thể nuôi con đi học, lên cấp mà đi học các trường đại học hoặc trường nghề được. So với hồi trước thì bà con bây giờ tốt hơn rất nhiều. 73 mùa thu độc lập, diện mạo của các vùng quê Văn Bàn đã hoàn toàn đổi khác. Hạ tầng giao thông không chỉ được cứng hóa đến trung tâm tất cả các xã mà còn kết nối tới từng thôn, từng bản, tới mỗi hộ gia đình. Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới tạo sự đồng thuận cho bà con trong việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Tất cả mọi cái đã thay đổi hoàn toàn về hàng tiêu dùng, rồi hàng điện tử, điện lạnh, máy cày, máy bừa, rồi là xe máy, nói chung là không thiếu một cái gì cả. Nên là tôi cũng làm nghề kinh doanh thấy rất là phấn khởi vì là đến thời điểm này thì là ở địa phương nói riêng cũng như là tỉnh Lào Cai nói chung là mọi cái là đang trên cái đà phát triển rất là tốt. Trở lại với ông Hoàng Văn Kiêm ở xã Dương Quỳ, sau ngày quê hương giải phóng, ông chỉ dám ước ao được nhìn thấy ánh điện một lần và có chiếc radio để nghe đài phát thanh hàng ngày. Còn hôm nay, ở trong ngôi nhà sàn rộng rãi, lúc nào cũng dư thừa thóc lúa, thiết bị nghe nhìn, thì có thể theo dõi bất cứ kênh sóng nào. Ông tâm niệm đó chính là thành quả chăm lo của Đảng và Bác Hồ, của ngày cách mạng tháng 8 thành công dành cho đồng bào. Nhờ có cách mạng, nhờ Đảng lãnh đạo sát sao và lại thì mới có đời sống như thế này. Văn Bàn, miền cổ tích, điệu then buồn bã dưới ách đế quốc thuở xưa nay rộn ràng lên nhịp điệu của công cuộc đổi mới, mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mừng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Quang Trung, Hà Nội tới thăm và tặng quà cho đồn biên phòng Y Tý, huyện Bát Xát và một số trường học trên địa bàn. Tới thăm và động viên các chiến sĩ đồn biên phòng Y Tý, đoàn đã tặng 50 bóng đèn tuýp và một chiếc TV để cán bộ chiến sĩ biên phòng có thêm điều kiện theo dõi thông tin trong nước và quốc tế, nâng cao đời sống tinh thần. Tại trường mầm non của xã Y Tý, đoàn đã trao tặng 500 thảm xốp để tránh rét cho các cháu trong những ngày đông lạnh giá tới đây. Đoàn cũng đã tới thăm, động viên và trao tặng quà cho tất cả các em học sinh tiểu học trước thềm năm học mới, đồng thời hỗ trợ nhà trường 15 triệu tiền mặt làm nhà ăn bán trú cho các cháu học sinh. Những món quà ý nghĩa này thể hiện tình cảm gắn bó, sự sẻ chia với cán bộ chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trên phạm vi cả nước nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018. Theo đó sẽ không cắt điện làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng từ 0 giờ ngày 1 tháng 9 đến 24 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2018, trừ trường hợp xử lý sự cố. EVN cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống có sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của địa phương trong dịp kỷ niệm Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Đồng thời, các công ty điện lực cần chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội, bố trí máy phát điện diesel dự phòng, bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố trong mọi tình huống. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Năm 2018 này, dự kiến nông dân toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 150 ha ớt, đảm bảo đủ ớt quả nguyên liệu cung cấp cho các hợp tác xã chuyên sản xuất tương ớt. Hiện đang là thời điểm chính vụ thu hoạch quả ớt. Hợp tác xã Hoa Lợi, đơn vị ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân, đã cung ứng giống kỹ thuật để bà con trồng ớt, đồng thời ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ớt quả tươi cho nông dân. Tại mọi thời điểm, giá ớt mua ổn định ở mức 17.000 đồng mỗi kg, cao hơn so với năm 2017 gần 2.000 đồng mỗi kg, đảm bảo cho nông dân có lãi hơn trồng ngô khoảng 5 lần. Hợp tác xã hiện đang ký kết với nông dân các huyện Bảo Thắng, Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát trồng ớt đúng tiêu chuẩn, cung cấp ổn định nguyên liệu đầu vào phục vụ kế hoạch sản xuất của hợp tác xã. Giống ớt được hợp tác xã Hoa Lợi đưa vào trồng là giống ớt truyền thống của Mường Khương, có vị cay và thơm đặc trưng, phù hợp với việc làm tương ớt theo kiểu truyền thống. Toàn bộ diện tích ớt được khuyến cáo trồng trên những diện tích đất kém hiệu quả hoặc đất nương đồi. Cách làm này sẽ nâng cao được hiệu quả sử dụng đất và không ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng cấy lúa. Thời vụ trồng ớt kéo dài từ khoảng tháng 2 đến cuối tháng 11. Thời gian cho quả cũng khá dài, vì vậy khi trồng ớt người dân sẽ có nguồn thu nhập gần như quanh năm. Thời gian qua, ngành giáo dục Lào Cai đã tích cực đầu tư nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tăng cường hội nhập quốc tế. Hiện toàn tỉnh có 64 trên 437 trường học dạy tiếng Anh hệ 10 năm, thực hiện mô hình trường điển hình nòng cốt về dạy và học ngoại ngữ tại 9 trường từ cấp tiểu học tới cấp trung học phổ thông, triển khai thí điểm dạy tích hợp tiếng Anh trong một số môn học khoa học tự nhiên ở 2 trường trung học phổ thông và 2 trường trung học cơ sở. Riêng thành phố Lào Cai đã có 24 trường mầm non triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh và 15 trường tiểu học, trung học cơ sở đưa giáo viên người nước ngoài vào giảng dạy, nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho học sinh. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có trên 200 giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng, hơn 120 giáo viên được các chuyên gia cao cấp Hoa Kỳ tập huấn phương pháp giảng dạy. Lào Cai cũng đã phát triển được 12 trung tâm ngoại ngữ, giúp phong trào học ngoại ngữ ngày càng lan tỏa rộng khắp. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường, thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và tạo môi trường cho học sinh có điều kiện giao tiếp phát triển ngoại ngữ. Đa dạng hóa các dịch vụ phụ trợ để phát triển kinh tế du lịch một cách bền vững đang trở thành một xu thế tất yếu tại các khu du lịch lớn, trong đó có khu du lịch quốc gia Sapa. Hoạt động trải nghiệm tìm hiểu quy trình sản xuất hai sản phẩm đặc hữu của địa phương là thuốc tắm người da đỏ và cá hồi Sapa vừa được chính quyền địa phương phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đã thực sự mang lại những trải nghiệm thú vị dành cho du khách đang có mặt tại khu du lịch quốc gia Sapa ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những cánh đại ngàn, đặc biệt là dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ, vốn được xem là kho báu của nền y dược học Việt Nam, nơi lưu giữ hàng trăm loài dược liệu, trong đó có những loài đặc hữu vô cùng quý hiếm. Do đặc thù địa bàn cư trú và tri thức, kinh nghiệm trao truyền qua nhiều thế hệ, cộng đồng dân tộc thiểu số ở địa phương chính là những chủ nhân của núi, am hiểu từng nhành cây, ngọn cỏ, nắm giữ những bí quyết và sự hiểu biết đáng kinh ngạc về thảo dược, về cách phối trộn để tạo ra những bài thuốc danh bất hư truyền. Bài thuốc tắm của người Dao Đỏ là sự kết hợp giữa tinh hoa của núi rừng với kiến thức y thuật và tri thức bản địa của cộng đồng người Dao. Sau bao năm chỉ trao truyền và phát huy giá trị trong cộng đồng mình, giờ đây với sự tham gia vào khâu sản xuất và kết nối thị trường của các doanh nghiệp, bài thuốc tắm nổi tiếng này đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc hữu của Sapa, Lào Cai. Người nào cũng có ý thức bảo vệ rừng và lại cũng gìn giữ, bây giờ cũng được 2-3 năm thì cũng phát triển được nhiều. Một bài thuốc của em lấy trên 2-30 loại anh ạ, cho công ty chế biến thành một thành phẩm, một sản phẩm. Bọn em cũng bây giờ cũng chỉ mong muốn cho công ty thu mua phát triển càng mạnh để cho bọn em còn có thu nhập ổn định cho bà con. Khi nguồn nguyên liệu quý giá của bài thuốc tắm đang ngày một khan hiếm trong tự nhiên, một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, thì cộng đồng người dân tộc thiểu số tại địa phương đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ các doanh nghiệp. Bà con giờ đây không chỉ biết cách thu hái thuốc theo đúng quy cách để bảo tồn nguồn gen quý, mà còn liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và gây dựng các vùng trồng dược liệu. Muốn bền vững và lâu dài thì cái mong muốn mà muốn truyền tải lại cho tất cả các người đồng bào dân tộc cũng như là du khách biết là chúng ta cần phải gìn giữ và bảo tồn và phát triển cái bài thuốc tắm này, thì trong khi đó vậy thì doanh nghiệp hôm nay cũng đưa ra những cái sản phẩm cũng như một số cái cây thuốc giống để cho bà con trồng cũng như là du khách trải nghiệm cái thuốc tắm này. Đặc biệt là công ty này muốn cái sự lan tỏa các cái bài thuốc cũng như là để cho mọi người cũng nhận thức thấy rằng là muốn làm gì thì làm, muốn tất cả từ nguồn gốc từ đâu thì chúng ta phải bảo tồn và phải chăm sóc và phải trồng và ươm được một số các cái cây giống thuốc để giữ được nó, thì cái bài thuốc của công ty mới cứ bền vững. Nắm bắt được nhu cầu thị trường cùng với quyết tâm phát triển và quảng bá những tri thức bản địa quý báu này đến với cộng đồng, tại khu du lịch quốc gia Sapa đã có nhiều tổ chức cá nhân mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất và phát triển thành công hàng loạt các sản phẩm từ các loài cây dược liệu quý hiếm của núi rừng Tây Bắc để đưa ra thị trường. Ngoài giá trị chăm sóc sức khỏe thì đối với nhiều du khách, việc được tận mắt tìm hiểu quy trình trồng, thu hái và chế biến sản phẩm thuốc tắm Dao Đỏ cũng thực sự là một trải nghiệm khó quên. Dù lên Sapa thì khách du lịch thì rất là nhiều lần, nhưng mà để đến ngày hôm nay được trực tiếp mà để trải nghiệm và để tham quan cái mô hình chế biến thuốc của người Dao Đỏ thì thực sự là mình có những cái trải nghiệm rất là bổ ích. Và thứ nhất là mình được thấy những cái nguyên liệu dược liệu này rất là từ thiên nhiên, thế nên là được người Dao Đỏ, được người trực tiếp vào rừng hái và về chính tay người nấu thuốc, rất là quý. Đây là một cái hướng đi rất tốt. Tỉnh đang có những cái định hướng để các doanh nghiệp cùng với bà con có thể phát huy được cái tri thức bản địa của mình để vừa bảo tồn được các cái nguồn gen quý, đồng thời là sử dụng cái tri thức và cũng như là cái kỹ năng của mình để mà tham gia phát triển sản xuất. Và đây cũng là một trong những cái việc làm có cái định hướng của doanh nghiệp gắn với lại địa phương và người dân thì có thể phát huy được cái vai trò của mình. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, Sapa, Lào Cai là nơi hội tụ mọi điều kiện lý tưởng để trở thành vùng trồng dược liệu và nuôi thủy sản nước lạnh lớn của cả nước. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương và cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm phát triển các sản phẩm đặc hữu, đa dạng hóa các dịch vụ phụ trợ để phát triển kinh tế du lịch một cách bền vững. Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, Bát Xát đang dần trở thành một trọng điểm du lịch mới của tỉnh. Tuy nhiên, để du lịch địa phương thực sự phát triển bền vững, tránh thực trạng khi bắt đầu có thương hiệu thì cũng là lúc nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên văn hóa bị mai một. Địa phương này đang chủ trương phát triển du lịch gắn với tạo sinh kế cho người dân để đồng bào tự nguyện tham gia phát triển và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ngải Thầu Thượng, một trong những điểm du lịch mới nổi của huyện Bát Xát, địa danh đang được biết đến là nơi săn mây kỳ thú bậc nhất Việt Nam. Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ, tiềm năng du lịch của địa phương này còn nằm ở nét đẹp văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Mông, chủ nhân của vùng cao Ngải Thầu. Du khách đến đây, ngoài thú săn mây, còn được đắm mình vào những sinh hoạt văn hóa như thế này. Điệu khèn trầm bổng vang lên giữa sông mây huyền ảo, ánh lửa bập bùng, hình thành một không gian huyền hoặc có sức hút lạ kỳ đối với du khách. Bản thân đồng bào cũng mong muốn hoạt động du lịch tại địa phương sẽ sôi động hơn để bà con có thể tham gia làm du lịch, có nguồn thu ổn định để giảm nghèo. Thời gian gần đây cũng có nhiều khách du lịch đến với thôn lắm. Mình cũng sẽ cùng với mọi người tích cực trồng cây, làm vệ sinh nhà cửa để khách đến tham quan nhiều hơn. Họ đã làm này là 20 năm rồi. Nghề dây chăm là phải dầm khẹt, là lý người chết như nó, người ta phải dầm khẹt thôi. Đấy chống này cái gì phải biết là thì phải đi là họ. Nhưng mà dây chân là chắc cái dầm khẹt không biết làm gì cả. Cái múa khen này thì có khó không ông? Và bây giờ thì ông có truyền dạy lại cho các con, các cháu không? Có chứ. Đây phải mình họ từ trước là mình có đi học về. Nhưng mà bây giờ xong nó lại mình không biết rồi mình phải nhắc. Mình sẽ dạy cho cái con nó mới biết đấy. Một ví dụ khác là tại xã Y Tý, một địa danh du lịch khá nổi tiếng với nhiều tour tuyến hút khách. Mỗi tuần vài lần, Sùng A Hờ, một thanh niên người Mông ở địa phương lại dẫn các đoàn du khách chinh phục núi Lào Thần. Trên đường chinh phục ngọn núi này, anh đã đầu tư dựng một căn nhà để du khách có thể ăn uống và nghỉ lại qua đêm. Có nguồn thu từ việc dẫn khách và cung cấp dịch vụ. Những người như Sùng A Hờ không quên việc giữ gìn những nét văn hóa của cộng đồng mình, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái các điểm tham quan để du lịch địa phương có được sự phát triển bền vững. Huyện Bát Xát đang bước vào lễ hội mùa thu, lễ hội quan trọng nhất trong năm của ngành du lịch địa phương. Năm nay, lễ hội có chủ đề Sức hút đại ngàn, với hàng loạt các hoạt động hấp dẫn, dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 lượt du khách đến tham quan. Qua lễ hội, địa phương cũng kỳ vọng sẽ quảng bá rộng rãi hơn nữa về tiềm năng tự nhiên, văn hóa, tạo thêm sức hấp dẫn của du lịch địa phương đối với du khách. Du lịch của Bát Xát rất là nhiều, tuy nhiên là một trong những cái mà chúng tôi rất quan tâm đó là nguồn tài nguyên về văn hóa. Nếu mà văn hóa bị mai một hoặc là nó sẽ bị biến tấu đi thì tôi nghĩ rằng là nó rất là ảnh hưởng. Với cái vai trò và ý nghĩa đó thì huyện hiện nay là cũng đang quan tâm chỉ đạo và định hướng một cách đúng đắn. Thứ hai nữa là với mục đích là phát triển du lịch và chúng tôi mong muốn rằng thế này sẽ tạo ra cái sinh kế cũng như là cái thu nhập cho bà con. Do đó là hiện nay là bà con các dân tộc ở Bát Xát thì đã và đang bảo tồn tốt cái bản sắc văn hóa và bà con được hưởng lợi từ cái sản phẩm của mình. Do đó là hiện nay là bà con đã và đang tự nguyện tham gia và tham gia bảo tồn rất là tốt. Với cách làm sáng tạo và những bước đi phù hợp, chắc chắn trong việc thực hiện chủ trương khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch, Bát Xát đang dần trở thành một trọng điểm du lịch mới, có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách khi đến với Lào Cai. Tin về an ninh trật tự. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sapa đã xảy ra nhiều vụ trộm xe máy. Công an huyện đã khẩn trương vào cuộc để điều tra và đã phát hiện bắt giữ đối tượng Hầu A Chớ, sinh năm 1995, trú tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 8, tổ công tác công an huyện Sapa đã phát hiện đối tượng Hầu A Chớ đang dắt một xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade màu đỏ đen, không có biển kiểm soát vào điểm thu mua sắt vụn. Tổ công tác đã mời người làm chứng và tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận lấy trộm chiếc xe tại tổ 9C thị trấn Sapa. Tại cơ quan công an, Hầu A Chớ khai nhận trong thời gian qua đã trộm cắp thêm 4 chiếc xe máy nữa. Thủ đoạn chủ yếu của đối tượng là lợi dụng người dân sơ hở chủ quan để thực hiện hành vi phạm tội. Công an huyện Sapa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Tiếp theo chương trình sẽ là mục Lào Cai 7 ngày, tổng hợp lại những thông tin sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Sáng ngày 21 tháng 8, tỉnh Lào Cai đã có cuộc làm việc với tập đoàn FLC về việc tập đoàn này khảo sát tìm hiểu để đầu tư các dự án tại địa phương. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong đã thông tin tới tập đoàn FLC những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các tiềm năng lợi thế, tình hình phát triển kinh tế xã hội thời gian qua và giới thiệu một số dự án lớn mà tỉnh xét thấy phù hợp, mời gọi tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư. Phó Chủ tịch tập đoàn FLC Lê Thành Vinh đánh giá cao tiềm năng lợi thế của tỉnh Lào Cai cùng chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Quan điểm của tập đoàn FLC là đầu tư quy mô lớn, trong đó đơn vị đặc biệt quan tâm đến 3 dự án phát triển đô thị tại Lào Cai, tìm hiểu nghiên cứu dự án cảng hàng không Sapa và một dự án tại khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát. Sau cuộc làm việc này, tập đoàn FLC sẽ khẩn trương nghiên cứu lập dự án, báo cáo với tỉnh để triển khai đầu tư tại Lào Cai. Ngày 24 tháng 8 tại huyện Sapa, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sapa về kết quả tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Sapa đến tháng 7 năm 2018 và những khó khăn vướng mắc cần tập trung giải quyết. Sau khi nghe lãnh đạo huyện và các ngành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nghe Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến vào những vấn đề cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong khẳng định tỉnh đã dành rất nhiều cơ chế chính sách cho Sapa phát triển. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn rất nhiều thách thức đặt ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Sapa trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước phải đảm bảo hài hòa, không gây tâm lý bất bình trong nhân dân. Về phát triển đô thị, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn để tạo động lực cho quá trình phát triển. Đồng tình với đề xuất của huyện Sapa về việc cần phải có cơ chế đặc thù trong thực hiện một số chương trình cụ thể, đặc biệt là trong phát triển đô thị và du lịch để tạo bước đột phá. Năm học 2018-2019, công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều trường học đã được đầu tư, tháo gỡ khó khăn về phòng học, có chỗ ăn ở khang trang đầy đủ cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên. Đây là một nguồn động viên lớn đối với thầy và trò các nhà trường trước thềm năm học mới. Đặc biệt trong năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã cân đối 52 tỷ đồng để đầu tư đủ nhà vệ sinh, nhà tắm cho các trường học phổ thông dân tộc bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh đã có 41 công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo chỉ đạo của tỉnh thì các địa phương sẽ phấn đấu hoàn thành cơ bản các công trình phụ trợ còn thiếu cho các trường nội trú bán trú ngay trong năm học này. Các nội dung khác trong công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 cũng được chúng tôi thông tin liên tục trong các chương trình thời sự tuần qua. Tối ngày 31 tháng 8, huyện Bát Xát sẽ chính thức khai mạc lễ hội mùa thu, sự kiện du lịch lớn nhất trong năm của địa phương. Lễ hội năm nay có chủ đề sức hút đại ngàn, bao gồm rất nhiều hoạt động độc đáo như trình diễn dù lượn, trải nghiệm thu hoạch lê tai nung, khám phá văn hóa người Hà Nhì, tham quan ruộng bậc thang, di tích quốc gia, chinh phục núi Lào Thần. Lễ hội sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của du lịch địa phương đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Trong các chương trình thời sự tuần qua, công tác chuẩn bị của huyện Bát Xát cho lễ hội mùa thu và các tuyến điểm du lịch hấp dẫn của địa phương này đã liên tục được chúng tôi giới thiệu tới quý vị khán giả. Sau 8 năm triển khai, tác động sâu sắc nhất mà dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2 và giai đoạn bổ sung mang lại chính là tạo cơ hội để người nghèo ở vùng cao Lào Cai tự thay đổi chính mình. Yếu tố then chốt mang lại thành công là việc thay đổi cách tiếp cận, đề cao vai trò của người dân, khơi dậy truyền thống cần cù, tinh thần tự lực sáng tạo và hợp tác trong mỗi cộng đồng. Theo thống kê, thì quá trình triển khai dự án đã có trên 20.000 hộ dân được hưởng lợi trực tiếp từ các tiểu dự án sinh kế và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dành cho phụ nữ. Những thay đổi tích cực về nhận thức của người dân cũng là cơ sở để sau khi dự án kết thúc, bà con vẫn có đủ sự tự tin để tiếp tục con đường thoát nghèo bền vững. Trong các ngày 23 và 24 tháng 8, trên địa bàn các huyện vùng cao Bắc Hà và Si Ma Cai đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ ống và sạt lở đất, làm hư hại nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân. Rất may không có thiệt hại về người. Đặc biệt tại huyện Si Ma Cai, hàng chục chiếc xe gắn máy đã bị nước cuốn trôi, nhiều nhà cửa bị ngập úng sạt lở. Trường Trung học cơ sở xã Si Ma Cai bị ngập trong nước nhiều giờ, hư hỏng bàn ghế, giường tủ của các lớp học, nhà ở của giáo viên và nhà bán trú cho học sinh. Nước cũng làm ngập kho chứa 5 tấn gạo của học sinh bán trú. Nhà trường đã phải cho học sinh nghỉ học để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ước thiệt hại về kinh tế mà trận mưa lớn vừa qua gây ra cho huyện Si Ma Cai là khoảng 3 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.